con ra con về con chảy nhá. À chú anh nữa, Tết năm nay mẹ con về với ông nhá. Ông nhớ lắm nghe chưa? Người là tranh thủ về thì cố gắng học hành nhá. Mấy năm không về rồi nhá. Nhớ chưa? Ông nói thì nghe, nhớ chưa? Ông nhìn về đây ông nói ông ơi. Ừ. Rồi là cố gắng học hành nọ đấy, hôm nay ông quay nhà mình đấy. Nhưng là con xem nhá, ông mới sửa ở đây. Đây là tà lan mà ông rất đẹp đấy. Dần nào này, đằng trước là hàng cây cảnh nhé, cây cảnh đẹp luôn. Đây nhà ông mới làm là, đây là mới sửa không?